Chào cả nhà nhé, hiện tại mình đang có mặt tại sân Bạch Chay đây. Hôm nay là buổi tập của các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng. Rồi, anh Hùng. Toàn Đạt. Rồi. Mạnh Dũng. Mạnh Dũng đã quay trở lại rồi. Số áo 19 quen thuộc của Mạnh Dũng. Đấy, sự trở lại, quay lại của Mạnh Dũng sẽ đóng góp rất nhiều cho đội bóng Hải Phòng. Nhưng không biết là em sẽ được thi đấu chính không thì mình còn chưa rõ. Sau vòng đấu với đội Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 4 tháng 6 này thì ngoại binh mới mới được thay thế. Rằng sự bổ sung thêm ngoại binh mới của đội Hải Phòng sẽ đóng góp một phần lớn vào những thắng lợi. Hay quá. Úi giời ơi. Tuyệt vời. Một sự bổ sung ngoại binh rất là tốt. Lê Mạnh Dũng. Tây hay là gì? Lê Đức Tùng. Vô sẽ mà đi. Dường như là sự bổ sung thêm ngoại binh này nhằm củng cố hàng phòng tấn công của đội Hải Phòng. Tây ơi. Quả xe đạp lộn ngược.
Rồi. Đi Mario phiên bản Brazil kia à. Đẳng cấp pro ấy lại lên pro lần thứ hai rồi. Gọi là mammut bác nhỉ? Quay rừng mammut. Bóng gần bác ạ. Thấy Lê Minh Dũng đá rất ổn đấy. Một thời gian được. Đấy, đá nhiệt. Rõ ràng độ nhiệt thì Lê Minh Dũng là số 1 rồi. Đâu vậy? Hữu Tuấn nó bị trượt thế này. Đá bóng như thế thì nó không bền các bạn, như thành phần như thế. Trận đấy Thanh Hóa nằm rồi. Bình Dương chưa sút được quả nào, may với được quả này. Đúng rồi anh lại thế, quả bén thấy đâu. Chạm nhẹ cái. Qua nó bỏ một quả sẽ di mạnh đấy. Mà đánh giá quả 10 mét tiếp. Trận này Hải Phòng gặp Hoàng Anh Gia Lai là trận quan trọng cực kỳ đấy. Mình phải qua điểm ấy. Đây là không làm mà với Hà Nội nó hòa thì mình vẫn chưa thắng. Không làm thắng theo nó thắng mình. Anh đấu 1-1 đi, em thắng rồi.
Thầy Hữu Sơn, thầy Tuấn Anh, sự duyên của quả kinh nhỉ. Rách áo mà nhìn rồi. Chéo nhau đi. Đứng mấy đá Giao Hữu. Giao Hữu là 15 tháng 6 chào cả nhà nhé. Kết thúc trận đấu giữa đội hai đội.